mà con buồn nhìn rôm này nặng dữ ta. Ý, chào mèo con, em đang làm gì đó? Dạ, em chào anh Quỳnh Đông. Em đang hỗ trợ đất tôi khỏe lắp đặt con buồn nhìn rôm này ngoài đồng lúa. Anh hiểu rồi, vậy có cần anh giúp một tay không? Dạ thôi không cần, em tự xử được ạ. Vậy thôi, anh đi qua bên nhà đất tôi khỏe trước nha. Dạ. À, sao bị rớt ra mất tiêu rồi? Cái tay đâu ta? Đây nè, khiên vác làm sao mà để rơi rớt tùm lum vậy? Cảm ơn năng bột nhiều nha. Để mình phụ bạn nha. Ok nè, tốt quá. Yeah, cuối cùng cũng hoàn thành xong rồi. Ý, con buồn nhìn đúng bị nghiêng rồi mèo ơi. Chuyện nhỏ, để mình sửa lại cho. Một chút là xong á mà. Không hiểu tại sao mình đau thắt ngực quá đi. Để mình đưa bạn sang nhà đó tôi khỏe liền nha. Đó tôi khỏe ơi, em mèo con sao rồi? Mèo con bị cao huyết áp nên mới bị đau thắt ngực như vậy. Nhưng tốt nhất, mèo con vẫn nên thăm khám ở các cơ sở y tế để được chẩn đoán chính xác và yên tâm hơn nha. Ui, đúng rồi, dạo này Quỳnh Đông nghe rất nhiều cảnh báo là người trẻ dạo này rất là dễ bị cao huyết áp và đột quỵ. Đốc tôi khỏe ơi, có cách nào mình giúp cho mèo con không đốc tôi khỏe? Theo y học cổ truyền, năng bột có tính bình, có tác dụng thanh nhiệt, hỗ trợ tỳ vị, chứa nhiều dinh dưỡng và chất xơ. Còn theo nghiên cứu của y học hiện đại, năng bột chứa nhiều axit linoleic, có thể giúp giảm lượng cholesterol xấu, từ đó giảm nguy cơ mắc bệnh tim mạch và cải thiện huyết áp, mỡ máu. Axit linoleic không thể tự sản sinh bên trong cơ thể, vì thế mọi người rất cần bổ sung em đó ạ. Vậy thì dùng em như thế nào? Dạ, có thể dùng để ăn sống, nhúng lẩu, muối chua, chấm với nước kho cá, kho thịt hay mắm kho ạ. Chúng ta cần chuẩn bị 200g năng bột, 100g tép cùng các gia vị cơ bản. Cắt bỏ bớt phần ngọn năng bột, lấy phần gốc, dùng ngón tay tách nhẹ lấy phần nõn màu trắng. Đảo đều các nguyên liệu, thêm hành lá sắc nhuyễn, ngò rí, tiêu xay, rồi múc ra dĩa cùng chén nước mắm chanh tỏi ớt. Cuối cùng là thưởng thức thôi. Nghe hấp dẫn quá, đốc tôi khỏe ơi. Nhưng mà dùng em á thì mọi người có cần phải lưu ý điều gì không? Dạ, hạn chế dùng năng bột em ở dạng sống ạ, vì có thể nhiễm các loại ấu trùng rung sáng. Mặt khác, năng bột em phần lớn sinh sôi và phát triển ở vùng nước nhiễm phèn, có nguy cơ tích tụ độc tố khi chưa qua chế biến nữa ạ. Do năng bột giàu chất xơ nên cũng không nên ăn quá 200g một ngày vì có thể gây đầy bụng. Ngoài ra, chúng ta cần bổ sung trái cây, rau, củ quả, hạn chế rượu bia, thức ăn dầu mỡ, luyện tập thể dục thể thao thường xuyên. Còn bây giờ thì thời lượng chương trình cũng đã hết rồi. Quỳnh Đông, Đốc Tô Khỏe và các bạn nhỏ đây xin chào tạm biệt quý vị khán giả và hẹn gặp lại ở chương trình lần sau. Xin chào tạm biệt.